từ cái nhận xét đó mà các anh chị thấy là tháng thứ ba thì người ta sẽ sản xuất là 125.000 chai, và tháng 4, tháng 5 thì người ta sử dụng hết cái công suất của nó là 150.000 chai. Thì đó là cái gọi là cái ý chính trong cái phần là hoạch định công suất, tức là điều phối về vấn đề là công suất trong cái sản xuất. Chúng ta đi qua cái điểm thứ 6 trong cái bài này, thì nó gọi là cái hệ thống sản xuất theo just in time hay là sản xuất tinh giản. Thì phần này đó chúng ta tập trung nhiều trong cái phần lý thuyết, và chúng ta thấy là cái mục tiêu của cái just in time ở đây đó là một cái sản xuất theo kiểu của Nhật Bản, thì người ta tập trung vào 10 điểm, tập trung vào 10 điểm. Và trong đó những điểm mà người ta quan tâm nhiều nhất, tức là sản xuất lô nhỏ, nó khác với lại sản xuất theo tay lo, thì là người ta sản xuất là số lượng lớn. Còn ở đây đó là sản xuất theo cái của just in time, theo cái phương pháp của Nhật Bản, thì chúng ta thấy là người ta sản xuất lô nhỏ. Và sản xuất lô nhỏ như vậy thì nó sẽ làm gì? Giảm đi cái lượng tồn kho một cách đáng kể, và giảm đi cái việc rủi ro. Ngoài ra thì là cái điểm mà thứ ba người ta cũng quan tâm á, nó là cái vấn đề gọi là hệ thống kéo, tức là đi theo gọi là pull, pull production, tức là đi theo cái dạng kéo chứ không phải là dạng đẩy, hay là gọi là push production á. Push production á, hay là theo cái dạng đẩy, tức là người ta sản xuất ra, người ta tồn kho rồi mới việc bán hàng. Và như thế thì có đôi khi là chúng ta sản xuất thừa so với lại cái nhu cầu của thực tế, và nó xảy ra vấn đề là tồn kho hay là cái vấn đề là lãng phí trong cái vấn đề tồn kho. Còn trong cái sản xuất theo just in time á, thì chúng ta thấy là sản xuất theo từng lô là một, và hướng theo tới là cái nhu cầu của khách hàng, tức là hết cái lô này rồi chúng ta sản xuất tới cái lô khác. Thì như vậy chúng ta sẽ giảm được cái lượng tồn kho là một, và cái thứ hai là đáp ứng đúng theo cái nhu cầu của khách hàng. Chúng ta thấy là bây giờ người ta sản xuất cho máy tính, sản xuất về điện thoại di động, sản xuất bia, bây giờ cũng đi theo là sản xuất từng lô, để giảm bớt cái rủi ro trong cái vấn đề là tồn kho. Trong phần này thì các anh chị cũng quan tâm tiếp theo là cái cách phân bổ sản xuất theo lô và sản xuất kết hợp. Tức là hết cái lô này rồi tới cái lô kia, hay là sản xuất kết hợp là cùng một lượt chúng ta sản xuất từng tuần á, thì chúng ta sản xuất là 25 đơn vị đều. Thì chúng ta sẽ thấy là cái sản xuất theo lô này nó giảm đi cái thời gian gọi là chuyển đổi, cũng như là cái sử dụng tốt cái tay nghề, hay là cái kinh tế vì quy mô đó, sử dụng tốt cái tay nghề của cái người công nhân hơn là cái sản xuất mà theo cái dạng kết hợp ở đây. Lợi ích nào của just in time thì các anh chị thấy đó là cái hệ quả thôi, do cái việc là sản xuất theo lô như vậy thì nó sẽ làm giảm cái mức tồn kho đi. Và một số các cái hệ quả tiếp theo thì chúng ta có là cái quan hệ tốt với nhà cung cấp, hay là nâng cao cái hiệu quả sử dụng nhân lực. Điểm thứ 7 trong cái bài này thì chúng ta nói về cái sản xuất tinh gọn hay là sản xuất tinh giản, lấy từ cái chữ là lean production ở đây. Thì trong cái lean production á, chúng ta nhớ là người ta nhằm mục tiêu là giảm 7 cái lãng phí. Nó gọi là seven waste, 7 cái lãng phí. Nó gồm có những lãng phí gì? Thứ nhất chúng ta có là sản xuất dư thừa. Thứ hai là do cái vấn đề là chờ đợi nguyên vật liệu tới, chờ đợi con người tới, chờ đợi về cái gọi là
trong cái thời gian chúng ta tổ chức nó không tốt, vân vân. Thứ ba là do cái vận chuyển, do cái di chuyển đi tới đi lui nhiều, hoặc là chúng ta thấy là bố trí mặt bằng rộng quá, hoặc là không hợp lý, nó đi chồng chéo và mất thời gian. Thứ tư là quy trình xử lý, thứ năm là vấn đề tồn kho, thứ sáu là thao tác, trong cái thao tác của cái người công nhân có nhiều cái thao tác thừa, hoặc là thay đổi sản phẩm, thay đổi công việc, làm người ta không quen tới cái công việc đó thì mất thời gian trong vấn đề là huấn luyện đào tạo. Thứ bảy thì chúng ta có là cái sản xuất kém chất lượng hay là rework, tức là làm đi làm lại, người ta sản xuất rồi thấy là chưa đạt chất lượng rồi phải tháo ra làm lại, nhưng mà khi mà làm lại rồi như vậy đó thì cái chất lượng của sản phẩm nó cũng sẽ kém. Tôi lấy ví dụ như là nếu mà chúng ta sản xuất giày chẳng hạn, mà nó một cái đôi giày như vậy mà cái một cái chiếc nó lại dài một cái chiếc ngắn, thì như vậy họ phải đi làm họ sửa lại, và khi mà họ sửa lại rồi đó thì là cái giày đó nó không còn là loại 1 nữa, mà người ta sẽ đưa nó qua là loại 2 hay loại 3 gì đó, và khi đưa vào loại 2 loại 3 thì cái giá của nó đã giảm xuống rồi, thì đó là nó gọi là cái lãng phí ở trong cái việc là sản xuất kém chất lượng. Sau này thì người ta đưa lên hai cái lãng phí nữa cần phải xem xét, thì đó là lãng phí thứ 8 và lãng phí thứ 9, đó là lãng phí do nhân công, không sử dụng hiệu quả về cái thời gian của công việc của nhân công, hay là không phát huy được những cái ý tưởng sáng tạo của con người. Và lãng phí thứ 9 là người ta có là do năng lượng, tức là sử dụng không hợp lý năng lượng được cung cấp, như là dùng đèn, động cơ, hệ thống máy lạnh. Thì các anh chị thấy rằng là các cái nước mà công nghiệp hóa đó thì người ta càng biết tiết kiệm, mà tiết kiệm cho nhân lực, tiết kiệm cho cái vấn đề là năng lượng người ta được sử dụng ở trong cái việc sản xuất. Mục đích của cái sản xuất tinh giản hay là sản xuất tinh gọn ở đây thì các anh chị sẽ thấy là giảm đi 7 cái lãng phí. Và qua cái việc mà giảm lãng phí đó thì chúng ta có thể là tăng cái năng suất lên, giảm đi lãng phí, tăng năng suất, nâng cao về cái chất lượng sản phẩm. Đó là cái hệ quả trong cái sản xuất theo cái sản xuất tinh gọn. Đó là phần lý thuyết mà chúng ta đề cập tới trong cái chương này. Các anh chị thấy là trong sau cái bài này cũng có một số các cái câu trắc nghiệm và trả lời trong này để cho chúng ta ôn tập. Bây giờ chúng ta mở sang cái tập bài tập. Và các anh chị đi vào phần hoạch định nhu cầu vật tư. Chúng ta qua cái bài thứ 6 trong cái hoạch định nhu cầu vật tư ở đây. Rồi, từ cái đề bài này đó thì chúng ta sẽ ghi vẽ lên cái cấu trúc của sản phẩm. Như vậy chúng ta sẽ có là một cái sản phẩm A thì nó sẽ gồm có là một B, một cái bộ phận B và hai cái bộ phận C. Chúng ta vẽ được cái cấu trúc của cái sản phẩm ở đây. Câu A thì bây giờ người ta hỏi về cái lập cái kế hoạch sản xuất, lập cái bảng mà hoạch định nhu cầu vật tư của cái sản phẩm này. Chúng ta có thể là viết ra đây tuần. Tôi ghi tuần 0, tức là cái tuần hiện tại. Tôi ghi tuần 0 là cho cái tuần hiện tại.
À, và tôi có là ở đây tôi sẽ ghi là trong này đó là cái nhu cầu. À, và dưới này thì chúng ta có là đặt hàng. Ha. Chúng ta sẽ có là cái nhu cầu và đặt hàng. Bây giờ người ta cần có là 200 cái sản phẩm ở tuần thứ tư của A, thì người ta cần 200 sản phẩm ở tuần thứ tư, và tuần thứ năm thì người ta cần là 250. Người ta cần là 250. Nào. Người ta cần có là 200 sản phẩm A ở tuần thứ tư và 250 sản phẩm A ở tuần thứ năm. À, vì vậy mà chúng ta sẽ xếp lên trên cái lịch này đó là chúng ta sẽ cần bao nhiêu, chúng ta sẽ đặt hàng là bao nhiêu. À, như vậy chúng ta có là cái thời gian mà đặt hàng của A đó, người ta cho rằng 1 tuần. Thời gian đặt hàng của A là 1 tuần. Vì vậy mà chúng ta sẽ thay vì cần có ở tuần thứ tư á, thì chúng ta sẽ đặt ở tuần thứ ba. Mà muốn có cái hàng ở tuần thứ tư thì chúng ta sẽ đặt hàng ở tuần thứ ba. Nhưng mà trong bài thì chúng ta có là cái số lượng sẵn có, tức là trong kho nó đã có rồi. Thì như vậy chúng ta lấy cái hàng ở trong kho chúng ta đưa ra sử dụng trước, hay là còn gọi là FIFO á, First in, first out. Có nghĩa là cái hàng trong kho đã có rồi thì chúng ta đem ra trước. Và như vậy thì chúng ta chỉ đặt hàng cái hàng còn thiếu thôi, và đặt theo lô, tức là theo cái cần cái lô nào cấp lô đó. À, vì vậy mà chúng ta sẽ đặt hàng ở đây là bao nhiêu? À, như vậy chúng ta sẽ đặt ở đây là 100 thôi. Và tuần thứ năm á, muốn có là 250, thì như vậy tuần thứ tư chúng ta sẽ đặt là 250. À, cái vấn đề ở đây đó là chúng ta có là cái gì đã có trong kho rồi đó thì chúng ta đưa ra sử dụng. À, nào có đã có trong kho rồi thì chúng ta đưa ra sử dụng. À, vì vậy mà chúng ta chỉ đặt là có 100 thôi. Còn cái tuần tiếp theo á, thì chúng ta cần 250, do đó là chúng ta phải đặt là 250. Thì khi mà cái nhu cầu của A đó, đặt hàng của A đó, thì lúc đó nó sẽ là nhu cầu của B. À, đặt hàng của A thì nó sẽ là nhu cầu của B. Thì một A đó cần có một B, như vậy chúng ta ghi nhớ là ở đây chúng ta sẽ đặt là 100 và ở đây chúng ta sẽ đặt là 250. À, các anh chị nhớ rằng đó là chúng ta đã có hàng ở trong kho rồi thì chúng ta phải trừ đi cái lượng hàng trong kho. À, chúng ta chỉ đặt lên cái phần mà chúng ta thiếu thôi. À, vì vậy mà đối với B ở đây đó thì chúng ta chỉ cần đặt là 100, và đối với ở tuần thứ ba, và cái chúng ta chỉ cần có nhu cầu ở tuần thứ ba là 100 của B.